Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Đáng nhẽ thì hôm nay mình sẽ vào test phiên bản mới ở bên phiên bản China. Thì đáng tiếc mới cập nhật xong vào test. Mình chỉ vào thử xem có cái gì mới không thôi. Thì nó có map mưa này, MK47 này, các kiểu kiểu. Úi dồi ôi. Vẫn chưa chết này. Ok. Vâng, bạn UMP nó phải nằm xuống rồi. Mình sẽ lấy nhanh khẩu UMP. Wow, đông nha. Chạy đâu bạn ơi? Chạy đi đâu bạn ơi? Vâng. Còn một bạn nữa, không biết chạy đâu rồi. Thôi bỏ đi, cho bạn ấy đi kiếm súng. Vâng, tiếp tục lại câu chuyện đi kiếm... À, chứ nhầm. Trải nghiệm bản mới bên bản China. Hôm trước thì mình test là bản test nha, chứ không phải là bản China đâu. Cũng là bản China, nhưng mà bản test. Còn bản China, bản cho mọi người chơi thì nó sẽ khác. Đấy, bản China mà cho mọi người chơi thì anh em hãy vào pg.qq.com để trải nghiệm phiên bản mới nha. Nhưng mà phát đầu vào thì có bản mới. Nhưng mà vào trận thứ hai, không phải là vào trận thứ hai. Và chính xác hơn là một lát sau mình mới vào lại để quay clip test đi. Thì nó lại gỡ hết đi rồi. Nó chả còn cái gì mới nữa, nó vẫn như cũ, đậu dành. Thì nó khốn nản nữa. Như kiểu nó mới ra xong nó khóa lại, xong nó đợi thời gian gì đấy thích hợp nó mới tung ra ấy. Nên mình nghĩ là kiểu gì ngày mai hoặc chiều hôm nay nó cũng mở lại thôi. Và mình nghe thấy tiếng chân của bạn trên giàn giáo để xuống rồi. Và bạn ấy bắt đầu nhấp nhô đi ra này. Ok. Và như vậy thì bạn dàn giáo đã phải nằm xuống rồi. Chúng ta sẽ ra check thử đồ bạn ấy trên dàn giáo xem có giàu không. Wow, có flare gun. Ngon đấy. Ok. Còn một bạn không có súng bỏ chạy ra sau này nữa. Không biết bây giờ bạn ấy đã có súng hay chưa. Bạn ấy ra sao rồi. Wow, nguyên combo luôn này. Thơm nha. Vâng, SKL cộng với K98. Vâng, ở đây có một bạn ở nhà C cuối này. Mình đang đứng kênh bạn ấy. Vâng, bạn ấy đã chạy ra rồi. Và bạn ấy ăn một mả đạn SKL. Như vậy thì bạn ấy đã phải lên bảng đếm số rồi. Qua lút đồ bạn ấy nào, không biết là ba cái nhà C này có gì ngon không. Wow, có khẩu M4 và một đống đạn xanh luôn. Bạn ấy lút đến đây thì có lẽ là cũng hết rồi đấy. Vâng, ở đây ngoài bo không bắn được flare gun rồi. Wow, có bạn đi Racing Boy này. Vâng, dừng lại này. Này thì đổi xe này. Ok, mình biết ngay mà. Mình đã me cái con xe buggy để chạy bo rồi. Chứ hiểu sao bạn ấy lại đổi con xe buggy. Và không biết là trong khu vực này còn ai không. Lúc nãy mình nghe tiếng súng cơ. Chắc có lẽ là bạn này rồi. Ủa, cái xác đâu ta? À, nằm bên kia rồi. Vãi trưởng. Wow. Nhiều nước, nhiều máu quá. Vâng, chắc là ok đấy. Mình cảm thấy có một sự giàu có không hề nhẹ ở đây. Và chúng ta sẽ vào bo thôi. Có thêm khẩu flare gun này nữa thì đúng là miễn bàn. Và miễn bàn về độ giàu. Công nhận Mili giàu phết đấy. Vâng, lúc nãy mình thấy có một bạn nào đấy bắn flare gun ở đây. Nhưng mà sao không thấy một cột khói vàng nào cả nhờ. Wow, bắn nhau bên kia rất là gắt luôn. Ở đây có một con xe Lancia. Vâng, hình như là kéo nhau qua bắn nhau bên kia hết rồi.
Bên đây thì mình không nghe bất cứ một cái tiếng động nào cả. Vâng, chắc là mình sẽ bắn flare gun ở đây đi, cho nó hấp dẫn. Các bạn ấy đang bắn nhau bên kia thì mình sẽ kéo các bạn ấy qua đây. Bên đây vui hơn, qua bên đấy làm chi. Ủa mà thấy lúc nãy có flare gun ở đây mà tự dưng lại kéo nhau qua bên kia nhờ. Chắc là mình nhìn nhầm rồi. Flare gun có lẽ là rồi bên kia. Thôi không sao, kéo đoàn qua bên đấy thì bây giờ kiểu gì cũng phải kéo đoàn qua đây thôi. Và mình nghe tiếng xe đi đến rồi này. Một bé này. Ơ, sao ít thế nhở? Có mỗi người. Vâng, thính đến rồi anh em à. Phải đớp thôi. Wow, có ốp nè. Vâng, một set đồ rất là tuyệt vời luôn. Không chế vào đâu được. Wow, có một bạn nào đây double vào nhà mình thì phải. Vâng, các bạn ấy bắt đầu dắt nhau đến đây rồi. Không sao, không phải xoắn anh em ạ. À, vâng, bạn ấy ở bên nhà bên kia. Wow, bạn ấy lộ tay này. Vâng, yếu rồi, đẩy rồi. Đẩy, 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 dâu nhất đây. Wow, cái nhà này nó dễ công cực anh em ạ. Hello, nhìn đi đâu vậy? Vâng, lại một đống đồ ập vào mồm nữa rồi. Biết để vào đâu anh em nhỏ? Thuốc gì có thể mang được hai cái ba lô ba. Mặc dù mình biết là mình dùng không hết đâu nhưng mà nhiều đồ quá. À, bạn ấy có flare gun này. Như vậy thì cái flare gun này được bắn ở đây. Vâng, chính xác là bắn ở bên kia đấy. Nhưng mà bạn ấy chạy qua đây khi mà nhìn thấy flare gun của mình. Mà sao bạn ấy không có đồ thính nhở? Điêu vãi chưởng. À, có xe dừng ngoài này này. À, xe bọc thép. Như thế là lúc nãy bạn ấy gọi được xe bọc thép. Wow, nà ní. Sao lại gọi được xe bọc thép nhở? Lúc nãy ở đây trong bo mà. Điêu thật. Vâng, lúc trước đó mình đến đây là ở đây trong bo. Bắn thính trong bo gọi được xe bọc thép ạ. Vâng, bạn đấy công nhận hên ghê. Chắc trăm người được một người như vậy. Vâng, nó chắc là do ăn ở cả đấy. Chúng ta sẽ ra lấy con xe bọc thép nào. Không thể bỏ phí của rời như thế được. Thật là vô lý. Wow, xe đẹp đấy. Thơm đấy. Ây da, có bạn nào kêu này. Vâng, một bạn nào đấy cầm K98. Ok. Ý, nhầm nhầm. Chúng ta sẽ lấy nhà Doraemon cho nó chủ động. Vâng, hình như mình nghe tiếng chân ở bên nhà hai tầng đối diện này. Vâng, mình thấy bạn ấy rồi. Đấy, đang nấp ở ngoài cánh cửa. Và một quả bom với IQ 200 sẽ lấy đi cái mạng của bạn ấy. Ơ, sai rồi. Tầm này là chính xác nè. Úi dồi ôi, như thế không chết. Thật là quá vô lý luôn đấy. Nó nằm ngay quả bom không chết. Bạn ấy chắc là âm một máu quá. À không, bạn ấy không âm một máu. Còn mình xây có hình như là 2-3 viên gì đấy mới chết mà. Vâng, ở đây ngoài bo và rất xa bo. Làm tí nước rồi chúng ta sẽ chạy vào bo nhá.
Xe không kính không phải vì xe không có kính. Bom giật bom rung kính vỡ mất rồi. Ung dung buồng lái ta ngồi. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Sấy hộ bố mày cái. Ok, chúng ta sẽ không xàm nữa. Mình nghĩ school là một cái lựa chọn. À đủ. Vâng, tính chọn school mà trong này có Flagon nữa thì vô luôn đi chứ đùa. Vâng, lượng con xe của bên đây cất cho nó kín đáo, lát có xe mà đi. Chứ không lát lại không có xe vỡ mồm. Tại vì lát bỏ ra ngoài thì thực sự trường học nó rất là khắm lọ luôn. Vâng, cục thính nhìn sơ qua thì đã biết là đã có người lút rồi. Vâng, cảm ơn ân vì đã nói lên điều ai cũng biết. Mà không biết là bạn ấy sẽ chọn nơi nào sẽ là nơi trú thân đây. Có lẽ là không phải trường học rồi. Ở bên kia thì phải. Tại vì trường học mình không nghe bất cứ một tiếng chân nào cả. Vâng, mình nghe tiếng chân này. Ui dồi ôi, cái bạn trên đồi nhá. Vừa phải thôi. Bao nhiêu thằng không bắn cứ để mình. Định mệnh. Ở góc trên đồi đấy chắc còn tận 19 thằng này. Khiếp thật. Góc trên đồi đấy thì nó có thể nhìn được cả trăm thằng ấy chứ. Không có nhìn mỗi mình. Đậu xanh. Không sao. Bạn khều mình là bạn sai rồi. Vâng, bạn ấy núp nhanh thật. Chắc là bị thanh niên nào đó bắn thì phải. Vâng, bo này 18 thằng còn lại kiểu gì cũng tha thu lên người bạn ấy một vài viên đạn thôi. Không lo. Vâng, con xe trên đồi bốc khói rồi. Wow, bị bắn có tí thôi, smoke loạn lạc hết cả lên. Hai mấy thanh niên bắn cũng chuyên nghiệp phết đấy. À, mình nghĩ mình bị lag nhìn xuyên đồi rồi. Vẫn không trúng này. Vâng, bắn cho vui thôi chứ. Đạn găm vào đất hết thôi à. Vâng, bắn nhau căng thật nhưng nhìn vào thì chả thấy ai. Đi over lờ. Vâng, mình nghe thấy tiếng chân gần rồi này. Rồi, đất ơi, nó đẩy sát sàn sạt vào dưới nhà mình rồi này. Wow, có bạn chạy ở ngoài. Thơm. Còn bạn này mình biết bạn ấy ở đâu rồi. Ok. Vâng, Flare Gun là khẩu M249 cộng với MK14. Vâng, một combo không được thơm cho lắm nên bạn ấy quyết định khô máu với mình. Ok, quả này phải chạy bo tiếp thôi. Nhưng mà làm tí nước cái nhẹ. Vâng, chết là phải chết trong sự no nê anh em ạ. Vâng, trên đồi vẫn đang còn bắn nhau này. Úi trời ơi. Vâng, nhô cái đầu ra cho người ta bắn thế này làm sao không chết được cơ chứ. Vâng, phải cố gắng đưa được con xe không kính của mình vào bo anh em ạ. Xe không kính không phải là xe không có kính. Bom giật bom rung, ta phải lên đồi rồi. Vâng, quả này không lên đồi thì lại phí quá. Wow, một màn liên hoan xác thịt ở đây. Vâng, trong đồi vẫn vẫn ngoài bò. Thật là vô lý. Nhiều mình nghe tiếng chân ở dưới gốc cây này. Chết nè. Ủa? Sao lại không chết nhờ? Và mình nghe thấy
Tiếng bắn nhau. Ừ, chính xác là tiếng súng nhưng lại không thấy người. Bạn dưới này sống dai ghê. Bọn mình thấy rồi này. Ok. Bạn chỉ cần bò nhấp nhô tí thôi là mình thấy ngay. Còn các bạn bên viền đồi này nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ vào bò đi. Vào bò chặn bạn ấy. Wow, khỉ con này. Gì đấy? Lay thì nhảy. Vâng. Rất là giàu luôn. Cũng là một khẩu ốp. Và 8x các kiểu. Vâng, con xe không kính của mình vẫn ngoài bo anh em à. Chúng ta phải đưa con xe vào bo. Lát đi tiếp. Vâng, không có thì thôi chứ có phải sử dụng, không phí lắm. Một viên này. Vâng, khuất bởi viên đồi rồi. Nhưng mà mình nghĩ bạn ấy sẽ không sống được đâu. Sẽ là một pha nằm xuống ở đây. Hơi lâu nhờ. Úi dồi ôi. Bạn này bắn hay nha. Vâng. Ăn headshot đấy. Nhưng mà may là không sao. Úi, sao lại mở cửa ấy đây? À đù. Một bạn có cái mũ màu trắng rất là đẹp luôn. Vâng, đẹp thật. Ủa sao mà không headshot nhở? Vô lý vậy. Bắn vào đầu không hiện headshot. Nhưng mà bạn ấy vẫn chết. Và chúng ta phải tiếp tục di chuyển vào bo rồi. Còn bốn bạn nữa. Bốn bạn nữa thôi. Vâng, con xe của mình vứt đâu nhở? Vâng, bên này quên đây rồi. Vâng, nghe tiếng bắn nhau nhưng lại không thấy người. Ok, lượn vào bo trước tính sao. Wow, cái gì đấy nhé? Úi dồi ôi, bảo đừng bắn mình mà cứ đè vào lốp mình bắn. Ok. Vâng, một bạn bay luôn cả mũ rồi. Và hình như phía trong nhà này có người này. Wow, sao bạn ấy không bắn mình nhở? Vâng, bạn này tốt tính ghê. Bạn ấy không bắn mình. Nhưng mà bạn ấy lại ném bom mình. Thật là vô lý. Vâng, còn một bạn ở bên khu nhà bên kia nữa rồi. Và mình đoán chắc chắn luôn là kiểu gì bạn ấy cũng phải chạy qua đây. Đấy, bo lên đây này. Thôi, bạn ấy phải lên đây rồi. Vâng, làm tí nước cái nhẹ, chúng ta sẽ chuẩn bị cho một màn liên hoan xác thịt ở căn nhà này. Vâng, 1 vs 1 vs 1. Và mình ngồi canh ở đây. Và mình chắc chắn là bạn ấy sẽ đi lên bằng đường này. Và đúng như vậy, mình nghe được chân rồi này. Không thể thoát vào đâu được. Cái góc bên này là góc đi lên đẹp nhất đấy em à. Nhưng mà bị mình bắt bài rồi. Và như vậy thì còn một bạn trên lầu nữa thôi. Úi dồi ôi, cái gì đấy? Có cần sấy xuống hù người ta như vậy không? Wow. Lại thì nghe tiếng chân chạy qua này. Úi dồi ôi, chạy đi đâu? Ok, và mình sẽ kết thúc video là tại đây. Các bạn xem thấy hay đừng quên like và subscribe kênh ủng hộ mình nhá. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo.
cũng như được liên tục cập nhật kiến thức về game mọi lúc, mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa? Hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào!